Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Lệnh Mai Chi. Thế thì hôm nay mình sẽ lại hướng dẫn các bạn chúng ta kiểm tra và sửa chữa một cái ban bệnh mà mình nghĩ là cũng khá là phổ biến. Thực ra thì nguyên lý nó giống nhau thôi. Mình cứ gặp cái máy nào thì mình sẽ làm clip, mình chia sẻ hướng dẫn cho anh em chúng ta mà chưa nắm được, chúng ta tham khảo. Thì khi mà chúng ta đã nắm được rồi thì nguyên lý nó giống nhau. Thì cái máy nào hay cái máy này hay máy kia thì nó cũng như vậy, tương tự như vậy. Rồi sau đây mình đã kết nối đầy đủ tất cả các phụ kiện cho cái máy này rồi, thì mình sẽ tiến hành cắm điện vào và chúng ta sẽ bật thử xem là nó hiện tượng của nó như thế nào, rồi chúng ta cùng nhau kiểm tra và sửa chữa. Đây, bật nguồn lên, bật nút khởi động. Rồi, động cơ không chạy. Các bạn để ý là thấy là động cơ không chạy, báo lỗi ED. Rồi, tắt nguồn luôn. Ta bật lại lần nữa nha. Các bạn thấy này, mực nước nhảy nhảy này chứng tỏ là đang ra tín hiệu cân đồ đấy. Tắt lỗi ED. Báo lỗi ED, rồi tắt nguồn luôn. Rồi, mình sẽ rút điện ra đã. Thế thì cái lỗi ED là cái lỗi gì của cái dòng máy giặt Sanyo Aqua? Sanyo và Aqua thì nó là một thôi. Thì cái lỗi ED là cái lỗi gì? Thì chúng ta sẽ phải cùng nhau là chúng ta phân tích xem là lỗi ED là lỗi gì, những nguyên nhân nào dẫn đến lỗi ED. Rồi chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa. Chúng ta sẽ quay sang phần phân tích lý thuyết một tí. Rồi, quay lại với vấn đề lý thuyết. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem là lỗi ED là lỗi bắt nguồn từ vấn đề gì và nó liên quan đến những vấn đề gì, thì từ đó thì chúng ta mới có thể kiểm tra sửa chữa khoanh vùng để sửa chữa những bo mạch bị hư hỏng báo lỗi ED như này. Thế thì ở đây mình đã vẽ sẵn một cái sơ đồ khối liên quan tới vấn xung quanh cái việc vấn đề báo lỗi ED của máy giặt Sanyo Aqua. Thế thì nguyên nhân để mà máy báo lỗi ED tức là gì? Lỗi ED thực chất chính là lỗi cái thiết bị đầu cuối nó không làm việc. Gọi nôm na lại một cái từ ngắn gọn để mà chúng ta dễ dàng hiểu được là lỗi ED chính là lỗi gì? Mất giao tiếp giữa cái bo điều khiển và cái bo công suất, tức là mất tín hiệu giao tiếp giữa cái bo điều khiển này với cái bo công suất này. Đấy, thì sau khi cái bo điều khiển ấy, nó cấp điện cho cái bo công suất mà nó không nhận được tín hiệu giao tiếp thì nó báo lỗi ED. Tại vì nó phải xác lập cái tín hiệu giao tiếp đầu tiên để nó còn điều khiển cho nhau làm việc. Khi mà nó không có tín hiệu đấy thì lập tức là gì? Nó sẽ báo lỗi ED và nó sẽ tắt nguồn. Đấy, tắt nguồn luôn, không cho làm việc nữa. Thế thì những cái nguyên nhân cơ bản nào mà thường xuyên xảy ra cũng như là gì dẫn đến hiện tượng báo lỗi ED, thì ở đây mình đã viết sẵn một cái sơ đồ khối như này, thì các bạn có thể tham khảo và chúng ta sẽ đi kiểm tra lần lượt và sửa chữa theo cái sơ đồ khối này, cũng sẽ tìm ra cái bệnh cuối cùng của nó là lỗi nó bị hư hỏng vấn đề gì. Thế thì đầu tiên mà chúng ta kể đến nguyên nhân đầu tiên đó là gì? Cái dây kết nối. Đấy, mình đánh số 1, 2, 3, 4, 5 thì có những 5 cái lĩnh vực liên quan cho cái ban bệnh lỗi ED này. Thì đầu tiên là chúng ta phải kể đến là dây kết nối. Dây kết nối ở đây là dây kết nối gì? Là dây kết nối giữa cái bo điều khiển với cái bo công suất này. Thì ở trong một số cái ban bệnh mất giao tiếp của điều hòa ấy, thì mình cũng đã phân tích rất là kỹ cho các bạn trình tự cũng như là những cái lý do mà vì sao mà máy bị hư hỏng liên quan tới bệnh mất giao tiếp. Đấy, trình tự kiểm tra là như thế nào thì nó cũng nôm na là giữa máy giặt và điều hòa thì nó cũng trên một cái nguyên lý giống nhau thôi. Thì bạn nào vào sau mà chưa tham khảo được những video clip đó của mình thì các bạn hãy vào trong kênh của mình tham khảo những video clip đó. Mình đã có cái bài chia sẻ cũng như là phân tích rất là chi tiết về cái lỗi giao tiếp của điều hòa. Thì hôm nay là liên quan tới máy giặt thì nó cũng tương tự như vậy. Đấy, thì nguyên nhân đầu tiên là các bạn phải kể đến đó là lỗi giao tiếp, là liên quan là gì? Dây kết nối. Nguyên nhân đầu tiên là dây kết nối giữa cái bo khiển và bo công suất. Thì cái việc này thì các bạn chỉ cần là gì, chúng ta sẽ đo kiểm tra dây là được, hay có bị chuột cắn hay không. Máy giặt thì hay bị chuột cắn lắm, chúng ta kiểm tra có bị chuột cắn dây không, rồi thì là các cái vị trí gì socket kết nối. Đấy, socket kết nối giữa bo khiển với cái bo giắc kết nối này, giữa bo khiển với bo công suất, xem nó có bị oxy hóa, dây điện có tiếp xúc tốt hay không.
Rồi, vấn đề về dây kết nối thì mình nghĩ chắc đơn giản rồi, thì các bạn nào ai cũng có thể làm được. Cái nguyên nhân thứ hai mà dẫn đến báo lỗi ED đó chính là gì? Cái khối nguồn cấp cho bo công suất ấy, khối nguồn nuôi bo công suất ấy, thì trên mỗi một cái bo mạch nó đều phải có một cái khối nguồn nuôi các bạn nhé. Đây, thì đối với cái bo này thì các bạn thấy là ở đây người ta có sử dụng này, IC nguồn nằm ở đây, IC nguồn LNK305 các bạn nhé. Đấy, rồi ổn áp 7805 này. Đấy, rồi thì là cuộn dây nán sung. Đấy, để làm sinh ra một cái nguồn gì? Một cái nguồn nuôi. Về cơ bản thì cái mạch điện, cái nguồn khối nguồn nuôi này thì người ta chỉ cần sinh ra một cái nguồn, hai cái nguồn. Thứ nhất là nguồn 15V để người ta cấp cho cái khối điều khiển của cái IC công suất nằm ở đây, và cái khối nguồn 5V để cho cái con vi điều khiển. Đấy, vi điều khiển làm việc. Đấy là hai nguồn chính mà người ta cần. Thế còn ở đây thì nó có một con dơ le 12V, thì có thể người ta sẽ có cái nguồn để nuôi dơ le này luôn. Đấy, còn về cơ bản thì người ta chỉ cần hai nguồn là nguồn 15V để cấp cho khối điều khiển của IC công suất, và 5V để cấp cho vi điều khiển, vi xử lý của khối bo công suất. Đấy, thì nguyên nhân thứ hai đó chính là gì? Liên quan tới cái việc là khối nguồn nuôi của bo công suất. Khi mà cái khối nguồn nuôi này bị hỏng thì tất là gì? Vi xử lý của bo công suất này không có cái điện áp để hoạt động. Chính vì thế mà khi mà cái bo điều khiển cấp điện cho nó thì gì? Cái vi xử lý này do cái khối nguồn nó bị hỏng thì nó không hoạt động, cho nên nó không thể trả lời cho cái bo trong được, cho nên bị mất tín hiệu giao tiếp, cũng báo lỗi ED. Đấy, đấy là nguyên nhân hư hỏng liên quan tới cái khối nguồn nuôi của bo công suất. Nguyên nhân thứ ba chúng ta phải kể đến đó là gì? Các cái điều kiện làm việc của cái vi xử lý ở cái bo công suất này. Vi xử lý bo công suất các bạn nhé, điều kiện làm việc vi xử lý bo công suất. Thí dụ trong trường hợp mà cái bo khiển nó đã cấp điện cho cái bo công suất, khối nguồn đang hoạt động tốt, cấp đủ 5V, 15V, nhưng vi xử lý không làm việc, tức là các điều kiện làm việc của vi xử lý bị ảnh hưởng, dẫn đến là vi xử lý không làm việc, thì nó cũng không thể trả lời cho cái bo khiển cái tín hiệu giao tiếp được, cho nên nó cũng vẫn báo lỗi ED các bạn nhé. Đó, mất nguồn cũng bị, mất nguồn nuôi cũng bị này, vi điều khiển hỏng. Các điều kiện làm việc của vi xử lý này thì bao gồm, chúng ta lại phải kể đến các điều kiện riêng của nó, bao gồm vi xử lý phải tốt, rồi thạch anh dao động tốt, rồi thì là các cái tín hiệu điện áp khởi động này nọ linh tinh đó. Thì các bạn nếu phải cái vấn đề này thì các bạn lại lật lại cái bài nói về các điều kiện làm việc của vi xử lý mình đã chia sẻ, thì các bạn chúng bạn phải khoanh vùng xem nó rơi vào cái trường hợp nào trong năm cái trường hợp này, thì kể từ đó chúng ta sẽ sửa chữa. Ví dụ nó rơi vào cái dây kết nối thì chúng ta đi sửa dây kết nối, mà rơi vào khối nguồn thì chúng ta đi sửa khối nguồn, mà rơi vào các điều kiện có nguồn rồi nhưng không chạy thì có liên quan các điều kiện của vi xử lý, thì chúng ta lại xoay vào việc sửa chữa các điều kiện liên quan với làm việc cho vi xử lý làm việc. Rồi, nguyên nhân tiếp theo thứ tư mà chúng ta phải kể đến đó là gì? Nó bị chết IC nguồn hoặc là IC công suất trên bo công suất. Thế tại sao mà lại chết IC nguồn và chết IC công suất lại xảy ra bệnh mất giao tiếp và lỗi ED? Thế thì khi mà các bạn thấy là khi mà chúng ta bị chết IC nguồn ở đây là thứ nhất là sẽ không có nguồn nuôi cho vi xử lý làm việc, thì nó sẽ báo lỗi ED rồi. Cũng như là việc gì? Gây ra nổ cầu trì ở đây, thì dẫn đến là bị mất cái nguồn nuôi của bo, thì cũng là rơi vào cái trường hợp gì? Bị hỏng cái khối nguồn này. Đó, rơi vào cái trường hợp này luôn. Đó, khi mà chết IC nguồn thì lại quay về cái trường hợp này là gì? Chết IC nguồn thì sẽ bị mất nguồn nuôi vi xử lý, thì cũng sẽ dẫn đến là báo lỗi ED. Rồi, thì chết IC công suất thì tại sao lại cũng lại báo lỗi ED? Tại vì khi mà các bạn bị chết IC công suất ấy, thì nó sẽ làm gì? Nó bị chết IC công suất thì thường nó sẽ làm bị nổ cầu trì hoặc là làm đứt trở hạn dòng, dẫn đến là cái khối nguồn này thì bị mất nguồn nuôi, không làm việc, bị mất nguồn. Đó, khi mà bị chạm chập IC công suất ấy, hỏng IC công suất ấy, thì nó sẽ làm nổ cầu trì cũng như là hoặc là đứt trở hạn dòng, dẫn đến là cái IC nguồn đây không làm việc, thì không có nguồn cấp cho vi xử lý, mặc dù vi xử lý tốt, cho nên cũng sẽ dẫn đến là gì? Vi xử lý không làm việc và không trả lời được cái bo trong, nên nó báo lỗi ED. Rồi, nguyên nhân cuối cùng mà chúng ta phải kể đến đó chính là gì? Mạch giao tiếp của giữa bo công suất với bo điều khiển. Thì mạch giao tiếp nó chỉ có mấy con IC quang nằm ở mấy cái dây này thôi. Ở đây, nằm ở 4 cái dây này. Thì khi mà cái gì? Khối nguồn của bo công suất này tốt. Đấy, đã cấp đủ nguồn 5V, 15V rồi, vi xử lý đã làm việc rồi. Đấy, nhưng mà do gì? Cái linh kiện của mạch giao tiếp nó bị hư hỏng, cho nên là gì? Nó không thể truyền cái tín hiệu giao tiếp đấy vào trong cái bo khiển được. Đấy, cho nên là giữa bo trong bo ngoài không giao tiếp với nhau được, thì cũng dẫn đến báo lỗi ED.
Đó, thì trên đây là những cái gì? Những cái nguyên nhân cơ bản mà hay xảy ra để mà báo lỗi liên quan tới việc gì? Lỗi ED của máy giặt Aqua Sanier cũng như là các cái lỗi giao tiếp khác trong các máy giặt của hãng khác. Thì về nguyên lý thì nó giống nhau, nó cũng sơ sơ như thế này thôi. Thì mình làm sao để mình hướng dẫn các bạn một cách là chúng ta tổng quát chung cũng như là liên quan đến việc sửa chữa một cái ban bệnh của một cái máy riêng. Đấy, kể từ đó thì chúng ta sẽ khoanh vùng và sửa chữa được. Đấy, thì bạn nào mà có thể chưa nắm rõ thì các bạn có thể lưu cái sơ đồ khối này lại để chúng ta có thể là gì, lần lượt kiểm tra. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ lần lượt kiểm tra theo cái sơ đồ khối này để xem cái máy này thì nó mắc phải gì, cái ban bệnh gì. Rồi, sau đây mình sẽ trực tiếp chúng ta sẽ cắm điện vào và sẽ kiểm tra xem là theo từng cái sơ đồ khối này xem là cái máy này lỗi ED nó liên quan tới cái nguyên nhân nào trong những cái 5 cái nguyên nhân mà mình đã vạch ra sơ đồ khối như này. Rồi, đầu tiên thì cái bước kiểm tra dây kết nối này, cái bước số 1 kiểm tra dây kết nối này thì các bạn cũng phải tự kiểm tra. Thì cái ở đây thì hiện tại thì cái dây kết nối này mình thường xuyên để sửa máy cho nên là dây này mình đã rất là ok và mình cũng đã kiểm tra rồi. Thế thì tạm thời cái bước dây kết nối mình có thể bỏ qua. Là chúng ta sẽ chuyển qua cái bước số 2, đó là gì? Chúng ta sẽ kiểm tra xem cái khối nguồn của bom suốt này nó đã làm việc hay chưa. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra cái khối nguồn này xem nó làm việc chưa. Ở đây các bạn để ý là gì? Nó sẽ có hai cái dây cấp điện từ trên này xuống, đó là dây ở tại cái bó dây này. Đây mình cắt đi. Cắt đi và mình bóc cái bó dây này ra các bạn xem. Trong cái dây kết nối xuống thì chúng ta sẽ ở đây sẽ có dây xanh và dây nâu. Dây màu xanh và dây màu nâu là hai dây cấp nguồn 220 cho cái bo công suất này. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đo. Mình sẽ cắm điện vào đã. Thì các bạn chỉ cần bật nguồn lên thôi thì cái bo khiển người ta sẽ cấp điện cho cái bo công suất luôn. Đây, mình sẽ dí nguồn, các bạn nhìn đồng hồ ấy. Đấy, các bạn nào một tí là sẽ cấp điện luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây, đồng hồ đã lên kia, mình tắt đi và xem này. Đấy, các bạn thấy chưa? Tắt đi là sẽ gì? Bật điện. Ta bật nguồn lên thì cái bo trong nó sẽ điều khiển cấp nguồn cho bo ngoài. Đấy, các bạn thấy chưa? Cấp điện 220 cho bo ngoài. Rồi, thế khi mà nó cấp điện 220 bo ngoài rồi thì chúng ta sẽ nhanh tay. Chúng ta sẽ làm sao để chúng ta đo ngay cho vị trí B805 xem là cái gì đã có nguồn cấp 5V 12V. Đầu tiên mình sẽ đo xem là đã có 12V chưa, 15V chưa. Rồi các bạn thấy là gì? Đã có nguồn nuôi. Đây mình tắt đi này. Các bạn đo ngay chỗ 7805 các bạn nhé. Chúng ta đo chân 2, que đen chúng ta đo chân 2 và que đỏ chúng ta đo chân 1 xem cái nguồn đã có chưa. Rồi các bạn thấy chưa, đã hết nguồn này. Rồi mình bật nguồn lại này, sẽ có nguồn lên. Đấy các bạn ạ. Khi ta bật nguồn cái thì cái bo khiển cấp điện cho cái bo này thì lập tức đã thì khối nguồn đây đã sinh ra cái nguồn nuôi rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đo xem có 5V chưa. Ok, có 5V luôn. Có 5V luôn các bạn nhá. Như vậy là gì? Chúng ta kết luận là gì? Khối nguồn nuôi của cái bo suất này đang ok các bạn nhá. Các bạn thấy là đối với lỗi giao tiếp này thì các bạn chỉ cần bật nguồn của bo khiển lên, chúng ta không cần bấm nút khởi động, thì sau một tí, sau khi được cấp điện cho cái bo công suất này mà nó không nhận được tín hiệu giao tiếp quay lại thì đương nhiên nó sẽ báo lỗi ED luôn mà chúng ta không cần bấm gì cả. Đây mình sẽ thử cho các bạn xem. Đấy, các bạn cứ để vậy, cái đèn đỏ thì sau khoảng một thời gian nhất định mà cái bo này nó không nhận được tín hiệu từ bo công suất là nó sẽ báo lỗi ED. Đấy, các bạn thấy chưa, chúng ta chưa cần bấm gì cả. Đấy, thì nó tự báo lỗi ED và nó tắt luôn. Rồi, như vậy là chúng ta xác định là gì? Chúng ta xác định là cái khối nguồn của cái bo công suất này là đang làm việc ok. Như vậy là cái nguyên nhân thứ hai chúng ta loại bỏ luôn. Chúng ta sẽ chuyển qua cái bước thứ ba. Nguyên nhân thứ ba là các điều kiện làm việc của vi xử lý. Thì các bạn quan sát này. Đây, mình rút điện ra một tí đã. Các bạn quan sát này. Ở đây các bạn thấy là gì? Chỗ khu vực vi xử lý này rất là bẩn. Như vậy là cái máy giặt này hoạt động trong một cái môi trường rất là ẩm ướt, cũng như là có rán chui vào đây. Chính vì thế mà nó sẽ để lại những cái
phân rán cũng như là các cái nước tiểu của rán. Đấy, nên là cái lớp kẹo này rất là meo mốc, đặc biệt là gần khu vực Thạch Anh Dao Động này, các bạn để ý, nếu các bạn để ý kỹ đây, mình rơi các bạn xem. Các bạn sẽ thấy là gì? Rất là bẩn đúng không? Đấy, thế thì các bạn thấy là vị trí con Thạch Anh Dao Động này, của vi xử lý nằm ở đây, vi xử dán mặt dưới các bạn nhé, nó là linh kiện dán, nó hàn ở mặt dưới. Thì các bạn thấy là gì? Chỗ vị trí Thạch Anh Dao Động này rất là meo mốc. Thì... Rồi, thế thì để bước vào cái bước kiểm tra các cái điều kiện làm việc của vi xử lý này, để kiểu quay vào cái bước mà kiểm tra các cái điều kiện làm việc của vi xử lý này, thì chúng ta thấy là gì? Đã có nguồn nuôi 5V cấp cho vi xử lý, nguồn 15 cấp cho cái điều khiển của IC ống suất đều ok rồi. Thì chúng ta sẽ quay vào kiểm tra các điều kiện làm việc của vi xử lý. Thì các bạn thấy đầu tiên là các bạn sẽ thấy là gì? Chúng ta nhìn sơ qua bằng mắt thường, chúng ta thấy là Thạch Anh Dao Động nó rất là bẩn như này, thì chúng ta sẽ ưu tiên kiểm tra vấn đề đầu tiên liên quan tới là Thạch Anh Dao Động cho vi xử lý trước đã. Rồi, các bạn chờ chút, mình sẽ đào keo sẵn. Rồi, sau khi mình đã đào keo như này, để các bạn thấy là đấy, sau khi mình đào keo ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành đo thử điện áp ở ba chân của Thạch Anh Dao Động này, xem là nó có điện áp hay không và nó như thế nào. Đấy, cái này người ta sử dụng Thạch Anh 10m các bạn nhé, Thạch Anh 10m ba chân. Con máy này là máy model AQVKDQ90ZT. Đấy, thì mấy con model nó dùng bo ống suất lắp ở dưới đáy này thì nó giống nhau cả thôi. D80VT, D90VT, rồi DQ90ZT cũng giống nhau cả thôi các bạn nhé. Rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành cắm điện vào và chúng ta sẽ kiểm tra cái tín hiệu điện áp ở chân Thạch Anh này xem nó như thế nào. Chúng ta tính tiếp. Trong trường hợp mà chúng ta kiểm tra mà tín hiệu Thạch Anh tốt thì chúng ta mà nó vẫn không làm việc thì chúng ta sẽ phải cắt mạch ở phía sau lưng này. Thì chúng ta sẽ phải cắt mạch ở phía sau này để chúng ta kiểm tra các cái điều kiện làm việc của vi xử lý. Bởi vi xử lý nó nằm ở phía mặt dưới này các bạn nhé. Thì chính vì nó phức tạp như vậy cho nên là chúng ta sẽ phải ưu tiên kiểm tra những cái vấn đề đơn giản trước, khó sau. Rồi, mình sẽ để đồng hồ. Rồi đây, mình sẽ cắm điện vào. Chúng ta sẽ bật nguồn lên. Chúng ta sẽ bật nguồn lên và chúng ta sẽ đo chân giữa với một chân hai bên. Rồi, chân này là có gì? Chân này có 0,5V. Chúng ta sẽ đo cái chân bên kia của nó xem sao. Chân bên này là 3,5V, khá là cao. Đấy, báo lỗ ED luôn các bạn ạ. Đấy, báo lỗ ED luôn và tắt nguồn luôn. Rồi, đợi tí cho mất nguồn. 3,5V. Đấy, mất nguồn cái là mất luôn. Rồi, đó. Ta bật nguồn lại này. Các bạn đợi tí đấy, các bạn đợi tí là cấp nguồn. Rồi, có điện luôn. Đó, một chân là 3,5V. Còn một chân là gì? 0,5V. Đấy, chân này 0,5V này. Như vậy là các bạn thấy là gì? Điện áp ở chân Thạch Anh đang có sự bất thường. Đúng không ạ? Bình thường nếu hoạt động của nó là gì? Một chân là 0,5V và một chân là gì? Khoảng 2V. Đấy, thì chân điện áp ở chân nó khá là bất thường, ta chưa cần dùng máy đo cái tần số, ta dùng đồng hồ đo thôi, chúng ta thấy nó có bất thường rồi. Thì khi chúng ta nghi ngờ nó bất thường thì chúng ta sẽ tiến hành thay thử. Chúng ta sẽ tiến hành thay thử con Thạch Anh mới 10m, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra tiếp. Các bạn chờ tí mình lấy linh kiện nhé. Rồi, sau khi đã thay thế con Thạch Anh 10m khác thì đây, mình đã thay rồi. Mình hàn luôn ở mặt trên. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành cắm điện vào và đo thử xem là tín hiệu chân Thạch Anh đã có thay đổi so với lúc trước khi chúng ta thay không. Nó sẽ bật điện lên. Rồi, các bạn thấy là một chân vẫn có 0,5V. Còn một chân đang là gì? Đó, một chân là 0,5V. Một chân là gì?
dưới 3V. Đấy, các bạn thấy là sau thời gian chúng ta đo loay hoay đo suốt mà nó vẫn chưa báo lỗi như vậy. Là đây. Mình đo lại cho các bạn xem. Đấy. Sau một thời gian chúng ta loay hoay đo suốt mà nó không hề báo lỗi. Lúc trước là chúng ta chỉ cái chúng ta chưa kịp đo xong nó đã báo lỗi rồi. Vậy mình sẽ bấm thử nút khởi động xem động cơ đã chạy được chưa. Các bạn thấy là gì, động cơ chạy luôn này. Đó. Đây, các bạn thấy là gì? Động cơ chạy được luôn. Chúng ta sẽ thử chức năng vắt xem sao. Ta sẽ thử chức năng vắt xem là nó vắt có ok không. Là vắt 7 phút lâu quá. Quên mất mình không chọn vắt 3 phút thôi cho nhanh. Vắt 3 phút. Vắt 3 phút cho nhanh các bạn nhé.
Rồi, như vậy là máy đã thực hiện vắt xong và nó chờ để kết thúc thôi. Rồi, máy đã thực hiện vắt xong. Rồi, như các bạn đã thấy thì chúng ta mới dò đến cái điều kiện thứ ba. Là chúng ta cứ dò theo lần cái sơ đồ khối, các lý do, nguyên nhân dẫn đến lỗi ED như này. Thì các bạn thấy là gì? Chúng ta mới dò đến cái nguyên nhân thứ ba, đó là các cái điều kiện làm việc của vi xử lý. Thì chúng ta đã chữa được khỏi cái ban bệnh lỗi ED của cái máy giặt Aqua Inverter này rồi. Đấy, thì trên đây vừa rồi là những cái chia sẻ sửa chữa trực tiếp cái ban bệnh của các dòng máy phổ biến. Và cụ thể là mình đang hướng dẫn về máy Aqua Inverter cửa trên, kể cả cửa ngang thì cũng vậy. Thì các bạn sửa chữa thì cửa ngang thì nó sẽ báo mã lỗi là ED1. Thì các bạn cũng sẽ sửa chữa theo từng cái gì? Từng cái khối, sơ đồ khối theo từng cái nguyên nhân như thế này, thì chúng ta sẽ sửa được cái ban bệnh này. Đấy, thế thì ở đây đối với cái ban bệnh này thì chúng ta rơi vào cái nguyên nhân thứ ba, đó là các điều kiện làm việc của vi xử lý. Thì ở đây thì chúng ta chỉ thay thế nguyên con thạch anh dao động do cái môi trường ẩm ướt cũng như là dán giếc vào tấn công, thì nó để lại cái hậu quả là cái con thạch anh dao động nó bị hư hỏng. Thì chúng ta sau khi thay thế con thạch anh dao động khác thì các bạn thấy là gì? Máy đã chạy ok và đã thực hiện vắt xong ok mà không hề báo lỗi gì. Rồi, thì sau khi máy đã chạy được rồi thì mình sẽ tiến hành đổ keo chống ẩm cho để còn lắp giả cho khách hàng. Thì mình cũng xin kết thúc video hướng dẫn chia sẻ ở đây. Thì một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video clip của mình, và xin chúc tất cả các bạn thành công. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.